Đó, đây mọi người đang chơi phóng phi tiêu trúng thú nhờ bông. Đó, đây bán bưởi nha mọi người, đây bán bưởi đẹp quá nè. Bưởi đẹp quá. Tôi đừng có lắc là cái điện thoại nó rung, là mọi người không có xem được video clip hay không. Mình quay cho mọi người xem mà. Ta nói đi ba. Nè, xin chào mọi người. Chúng ta đang có mặt ở phố Ông Đồ, nhà văn hóa thanh niên. Hôm nay hai ba con đi quay video clip cho mọi người xem nha. Đây là hình ảnh mọi người đang ăn ở khu ẩm thực nè, rất là đông vui luôn. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình quay nha. Hôm nay là 27 Tết nha. Rất là đông vui luôn. Đó, vui không? Quá trời đông luôn. Rồi, mình quay qua bên đây cho mọi người xem tiếp. Quá đông luôn. Quá là đông. Đây là khu ẩm thực nha mọi người, kế bên quần áo nha mọi người. Khói bay nghi ngút luôn. À, bóng đèn hả không? Bóng đèn. Nó đựng được bóng đèn nha không? Được bóng đèn nó có điện á. Đông quá. Rồi, quá đông luôn. Xong rồi mình đi qua chỗ khác cho mọi người xem nha. Rồi. Rồi, để mình kết thúc chỗ này xong mình qua khi mình quay tiếp cho mọi người xem. Ok, quá đông vui luôn các bạn ơi. À, đây là khu bán quần áo nha mọi người. À, khu này là khu bán quần áo rất là đông người luôn. À, chú Tommy nè. À, có mập đâu chú Tommy ơi. Từ từ để quay cho mọi người xem. À, đây là khu bán quần áo nha, rất là đông luôn. Phiên chợ Tết The Box. À, đây là khu ngoài cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai nha cả nhà. Nguyễn Thị Minh Khai phố Ông Đồ nha, ở đây nhạc lớn quá ta. Ở đây mọi người đang chơi phóng phi tiêu trúng thú nhờ bông. Bên đây là bán nước uống. Đây là phóng phi tiêu trúng thú nhờ bông đó. Bạn này trúng được rồi. Cây nướng với gấu bánh nè.
Đó, đây là quang cảnh bên ngoài đường Nguyễn Thị Minh Khai. Rồi, bên kia là đường Hai Bà Trưng. Đó, đây là khu vực bán những cây tắc nha cả nhà. Bán cây tắc. Đông quá. Ở trong kia đông người quá, ngộp lắm. Đó, đây bán bưởi nha mọi người, đây bán bưởi đẹp quá nè. Bưởi, bưởi đẹp quá. Bưởi về trưng Tết, cúng Tết rất là đẹp luôn. Đào nữa, bưởi với đào với tắc. Bưởi rất là đẹp luôn, bưởi tròn do như chữ O. Hôm nay người ta trưng bưởi nhiều, không ít ít thấy bán dưa hấu. Rồi đi tiếp thôi. Ở đây bán đá nha các bạn. Các loại đá đó. Ba quay con đi ba. À, bà ngoại con đúng không? À, chào chào khán giả đi. Chào. Chào mọi người đi. Chào. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Ăn Tết vui vẻ, thả tim, thả tim. Thả tim, thả tim, thả tim, ok. Cây đào nè, Tết nè, đá nè. Xe buýt kìa con, xe buýt kìa, xe buýt kìa.
nghệ thuật đường phố. Đó, này nghệ thuật đường phố đứng yên một chỗ. Đó, anh bên đây đang vẽ thư pháp nè, đang cho chữ nè. Vẽ thư pháp chữ Tết. Đó, đang vẽ chữ Tết. Hello.